Rồi em chào tất cả anh em nha. Chào tất cả anh em trên mọi miền Tổ quốc. Chào quý già này nè. Rồi em chào anh em nè. Trời ơi máy bỏ lâu quá, xịt xịt dầu cho nó bóng bóng anh em ơi. Em ơi lâu quá rồi không có vệ sinh gì hết trơn. Nó có tóc bạc anh em ơi. Mấy thằng mà nó dây chúa thường sao nó hay có tóc bạc súng quá. Cái này đến lên cho anh em cái máy gì vậy? Cái này cái đi 6. Đây cái đi 6 của dòng này dân miền Tây mình quá quen thuộc với nó luôn. Cái D6 này là trên chi năng nha anh em. Con Trung Quốc á. Nó ngon hơn cái đài đời này lâu đời lắm anh em, nó còn dữ hơn cái của quan trai đó anh em, nó chỉ thua lại tới xiên thôi. Nói chung cái đời nào thì không biết, cầu dây ngon lành được không ơi. Giờ cần dây ngon. Nói cho nó cầm chứ đời D6 là nhiều chứ. Đời gì hả? Đây. Thôi mà sao không em đề nghị anh đổi nón lên cái nè, trời ơi. Tóc ít ít này mấy cô rồi mấy chỗ thái đó chứ. Thằng Nhi nữa thôi, em. Thôi bây giờ mình lau vào sơ sơ thôi. Bánh trắng này thì nó còn rửa ra nó cũng còn mới lắm nè. Nè. Nước sơn nó còn nguyên chứ người ta anh bỏ nó dính bà cái nhớt quá. Cái dùng của em á thì em cũng nói rõ ha, cái dùng em là dùng nước nửa năm nước mặn nửa năm nước ngọt, bởi mấy dùng dưới đây là thường thường nhìn ngoại hình nó rất xấu nha anh em. Nhưng mà ít thì chắc ăn với anh em là tắt. Cây cốt là ở Tân Đà. Cái dùng này nó ngộ vậy đó. Xấu gì? Anh em coi nè, nước nhơ của nó nè. Đây. À, chữ Trung Quốc anh em, nhưng mà cái nắp lắp nó có đóng số nha. Đặc biệt. Đây anh em coi nè. Đây, cái số cho đây đây quay quay qua đây qua đây này đây, đây đây. Đó, có số đàng hoàng anh em. Đây. Đó. Đây, ký hiệu của Trung Quốc, còn cái chữ quan trai là cái hiệu nằm bên góc hoặc là cái số bên này nha anh em, cái số đóng nổi chữ lớn nha anh em. Đó là của đời quan trai hoặc cái xiên. Dạ mình luôn đấy. Nhi thì nó gần máy hơn em, nói chung là em bán máy nhưng mà bây giờ mình nói hoài cũng vậy hả, bây giờ mình vô mình lụm cái đi cho anh em ta sung sung lên cái đấy. Ghi hả anh em, nhìn là cái con tán bánh trứng nó còn nguyên gì nè. Cái dùng ở đây nó ngộ cái là cái này là máy này là đạn còn cứng ngắt nha anh em, đặc biệt cứng ngắt luôn nha. Cái dùng với em á là nước mặn, nhìn bởi bánh trứng nhìn nó rất xấu nhưng mà cốt là thông thường là 90% là tăng đan anh em. Đâu có bánh trứng này nó hơi rỉ rỉ nhưng mà trong này nước sơn nó còn nguyên không trời ơi nè. Đâu? Nè, chùi cho anh em coi cái nè, nó quá trời nó nhớt đó, nó còn xanh lửa đó anh em. Hả? Đó. Hồi đừng lột quần chùi nha ông nội. Trời ơi. Dễ gì? Ông này. Ô. Trời ơi, người ta gắt dưới trơn, còn móc, còn nãy nữa. Rồi, để D6 thì quá quen thuộc với anh em ha, để cho thằng Nhi nó test cho anh em. Anh em coi ha. Trời ơi, nhảo luôn em ơi. Rồi, bỏ lên ga cho nó đợi cho nó chạy gì không đây. Lên máy cái nó nẹt quá không biết chơi xe làm sao. Trời ơi buông ra anh đi, khỏi nhịn luôn nè, tay chân em đây nè. Qua để em nè thử nè. Đó, giờ buông tay rồi đó. Đó, nó chạy vậy đó nè. Thôi mình tắt máy đi, mình làm khác rồi lại cho anh em coi đi. Nó dướng nó dướng tao quay khó à, bị nó cọ tao quay đụng đất quay xong được không? À cái đó hả, đơn giản mà, bây giờ mình cho này nó vô một chút đi, mình lụm hết mình đưa nó xuống. Bị cái chân nó thấp quá, tao quay nó cọ. Chưa bẹt rồi. Nó đang tính mua lửa. À, phải má mà quất thác ra cái động nó còn vậy đó nè. Cái dòng này thì D6 thì nói chung là cái dùng của em, số người còn chịu xài, còn số bà con có điều kiện thì xài máy Nhật, nhưng mà nó có ưu điểm là nó rẻ tiền, dễ thay đồ em ơi, dễ thay đồ, bà con mình chủ nó cái là dễ thay đồ, dễ thay đồ. Với thứ hai nó là nó giá thành nó rẻ. Ừ. Cái nãy giờ mình tính bán cho anh em như ta, cái này thì nãy giờ em tính bán cho anh em là 1,7 triệu, còn tiền ship là 300.000 anh em. Cái này ngon quá mà có 1,7 triệu vậy. Bởi vậy thì bán cho bà con người ta dễ xài. Ôi lỡ vậy mình, mà cái này để cũng lâu lắm rồi mà mình cũng không ấy thôi. Mà quốc mẹ 1,7 triệu đúng không? 1,7 triệu. Rồi còn tiền ship mình bao cho anh em là thêm 300.000. Đúng rồi, tiền ship là bao ship toàn quốc anh em. Bao ship toàn quốc là 300. Là có nghĩa là máy 2 triệu. Máy nghĩa là bao ship luôn. 2 triệu bao ship. Rồi 2 triệu này chỉ là máy này rẻ anh em ơi. Em làm thợ thấy máy này rẻ này anh em ơi. Nói chung là máy còn ngon ok đâu mà anh em. Trần hơi này thì dữ lắm anh em ơi. Nè anh em coi bánh trớn của nó nè, nó đóng cái chữ nổ chào bá luôn nha anh em. Nó cả đó đó.
mà nước sơ nó còn gì nữa anh em. Nói chung máy này anh em bán thì giá 1,7 triệu, bao ship 300 ngàn là 2 triệu. Thì anh em nói chung ra cái máy này, nói chung anh em nếu mà tin tưởng á thì anh em cứ chuyển khoản mà là 300 ngàn tiền ship, rồi máy ra tới quẩy mình có quyền mình kiểm tra thoải mái đó, rồi xong được thì gửi tiền còn lại 1,7 triệu đúng không, đâu 1,7 triệu gửi lại cho shipper đó là ok, anh em cứ có quyền kiểm tra. Thì đi 6 thì nói chung em với Nhi cũng không cần giới thiệu nhiều hết, anh em mình thì chắc bây giờ quá về dành nó rồi, nói chung đi 6 thì cũng không có cần gì giới thiệu nhiều, nhưng mà máy móc thì Nhi nó làm ok hết rồi nghe anh em. Rồi phương thức thanh toán bên em thì nãy giờ Nhi cũng nói rồi ha, anh em mua máy thì cọc giùm em 300 ngàn tiền ship, phần còn lại thì shipper giao hàng tới anh em kiểm tra rồi đúng hàng thì thanh toán. Đúng rồi. Còn anh em có cập nhật những cái sản phẩm mới thì vui lòng vào kênh Tiệm Sắt Đức Thắng ha. Mình đang đăng ký kênh. Còn ngon lắm anh em ơi. Rồi tới khi bên đây em với anh Nhi có lên những cái sản phẩm nào thì anh em sẽ nhận được cái thông báo sớm nhất nè. Anh em coi nè, này em mới chùi sơ sơ nè. Đó. Cái nước nhôm nó còn gì nè anh em, máy nó còn ngon lắm nha anh em. Ừ thì D6 thì mình giới thiệu cho bà con gì là bà con cũng rành lắm rồi. Đúng rồi. Cảm ơn Thợ Nhi. Rồi em cảm ơn em và con cô bác mọi người Tô Bắc nha. Rồi. Có gì điện quý già đi ra nha bà con ơi. Rồi em cảm ơn bà con nhiều nha.